Mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, theo dự báo, khoảng từ đêm ngày 6 đến ngày 9 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ đêm ngày 7 cho đến ngày 8 tháng 5 sẽ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Còn tại khu vực Thừa Thiên Huế, ngày mai nhiệt độ cao nhất cũng phổ biến từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ, độ ẩm dao động từ 79 cho đến 81%. Phía Bắc khu vực nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong thời điểm này thì hiện tượng mưa dông, lốc sét kèm mưa đá ở khu vực Thừa Thiên Huế là không bất thường. Hiện tượng này sẽ lặp lại vào tháng 5 và đầu tháng 6. Do vậy, khi gặp mưa dông kèm sấm sét thì người dân cần tránh xa các gốc cây lớn, trụ điện, các chòi canh, giữa đồng. Tốt nhất là hạn chế ra ngoài lúc chiều tối để phòng tránh tai nạn. Đối với các nhà khi đi làm vắng hoặc các trụ sở thì nên đóng kín cửa khi có dông sét và tránh tốc mái hoặc gió lùa, cây đổ và tránh các thương tích khác. Còn bây giờ là phần nhiệt độ chi tiết ngày mai cho cả khu vực trên địa bàn tỉnh. Xin chào và hẹn gặp lại. Huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Huế nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực huyện A Lưới nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Huyện Nam Đông nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Đảo Sơn Trà nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.